Hello, xin chào tất cả anh chị em đã đến với kênh của em. Thì kênh của em là Nguyễn Huy Ruby. Trại của em thì ở Tân Thới, Phong Điền, Cần Thơ. Nhân dịp cuối tháng 10, bên em cập nhật một số dòng cá cũng như một số chương trình siêu khuyến mãi, siêu rẻ dành tặng cho anh chị em. Thì đợt này bên em sẽ tặng một túi cám 50g gì cho anh chị em. Chương trình được áp dụng từ ngày 27 tháng 10 2023 đến ngày 30 tháng 10 2023 anh chị em. Thì anh chị em mua đơn hàng 300k thì bên em sẽ tặng cho anh chị em một túi cám 50g. Thì đây, một túi cám 50g bên Nguyễn Quy Ruby đã chuẩn bị, thì có gồm là Nguyễn Quy Ruby là tên, số điện thoại. Thì dòng đầu tiên bên em cập nhật cho anh chị em chơi đó là dòng Blue Tarzan. Blue Tarzan thì một màu xanh cực kỳ đẹp trên đầu nó luôn anh chị em. Blue Tarzan thì lẻ là 40k một cặp, nếu chị em bắt combo 5 cặp á, thì là 150k. Đầu xanh xanh như nó không bảo hiểm bảo vệ nữa anh chị em. Thì số điện thoại Zalo bên em có ghim trên góc phải màn hình, anh chị em cần thì có thể liên hệ qua số điện thoại Zalo. Để bên kênh của Nguyễn Quy Ruby sẽ hỗ trợ tư vấn chốt đơn cho anh chị em các dòng cá tập chơi và tiện giống có bên trại của Nguyễn Quy Ruby đợt tháng 10 cũng như một số dòng cá. Thì tiếp theo là dòng được lai tạo từ con full ghép PDF và con Dumbo Red Tail đó chị em, nên mang tên là full ghép Blue Air. Full ghép Blue Air thì chỉ có 50k một cặp thôi anh chị em. Thì đợt này bên em cũng có cập nhật các dòng cá lóc vây xanh, nếu chị em có ưng cá lóc vây xanh thì có thể coi đến cuối video, bên em sẽ cập nhật và báo giá cho anh chị em cũng như một số chương trình siêu khuyến mại, siêu đãi của dành tặng và tri ân khách hàng tháng 10 của bên kênh Nguyễn Quy Ruby gửi tặng cho tất cả anh chị em đam mê cá bảy màu và guppy. Thì tiếp theo là dòng H Blue BDF Pastel anh chị em. H Blue BDF Pastel quá lẻ thì là 70k một cặp. Anh chị em bắt combo 5 cặp thì bên em sẽ bán cho anh chị em chơi là 300k, tính ra là chỉ có 60k một cặp thôi đó anh chị em. Nếu anh chị em bắt combo 5 cặp thì anh chị em thấy cái vây đuôi BDF khắc môn cực kỳ đẹp không? Dòng này anh chị em thả hồ kiến thì bao ngầu bao phê luôn. Chị em chơi thủy sinh hoặc là thùng xốp thì đều ok. Giá thì cực kỳ mềm luôn. Thì bên em sẽ nhận ship đơn hàng từ 200k, phí ship toàn quốc là 40k. Bên em sẽ hỗ trợ cho anh chị em cái thùng xốp để anh chị em chơi không tính phí thùng xốp, và anh chị em nhận hàng thì sẽ được kiểm tra hàng theo chính sách bảo hành của bên kênh Nguyễn Quy Ruby nha anh chị em. Thì tiếp theo là bên em cập nhật cho anh chị em chơi đó là dòng coi đỏ Rene. Coi đỏ Rene thì combo 5 cặp chỉ có 150k thôi anh chị em. Tại sao người ta kêu là coi đỏ Rene? Thì coi đỏ Rene là nó không có lên hai cái tai bơi đó anh chị em, nên kêu gọi là coi đỏ Rene. Tiếp theo thì bên em cập nhật cho anh chị em chơi là coi ZE tiện giống. Coi ZE tiện giống thì chỉ có là 200, xin lỗi, coi ZE tiện giống thì chỉ có 100k một cặp thôi anh chị em. Thì dòng này lúc nào con cá mái nó cũng sẽ bự hơn cá trống, đặc thù của nó là gì? Coi GSE tiện giống 100k một cặp. Thì số điện thoại Zalo bên em có ghim trên góc phải màn hình, anh chị em cần thì có thể liên hệ qua số điện thoại Zalo để bên kênh của Nguyễn Quy Ruby. Xin chân thành cảm ơn anh chị em đã xem kênh. Thì bên em cũng xin nhắc lại chương trình siêu khuyến mãi, siêu đãi dành tặng cho anh chị em đợt này là anh chị em mua đơn hàng 300k thì bên kênh Nguyễn Quy Ruby sẽ tặng một túi cám 50g. Anh chị em đơn hàng được áp dụng từ ngày 27 tháng 10 đến ngày 30 tháng 10 2023 anh chị em. Thì cập nhật cho anh chị em tiếp theo đó là dòng rồng đỏ BDS Hormone. Rồng đỏ BDS Hormone thì lẻ là 80k một cặp, anh chị em bắt combo 5 cặp á thì là 300k. Thì anh chị em thấy cái vây BDS cực kỳ đẹp không? Xây này là xây maximum cực kỳ đẹp luôn, cá cực kỳ chuẩn luôn. Thì chút xíu em sẽ quay con cá mái con rồng đỏ BDS Hormone cho anh chị em. Thì bên này, đợt này em lên video này cũng hơi bệnh khan tiếng xíu nên anh chị em thông cảm và nghe tiếp em nha anh chị em. Xin cảm ơn anh chị em. Thì chút xíu em sẽ quay con cá mái con rồng đỏ BDS Hormone cá mái cho anh chị em xem. Đây là cá mái của rồng đỏ BDS Hormone anh chị em. Rồng đỏ BDS Hormone á lẻ thì là 80k một cặp, combo 5 cặp thì chỉ có 300k thôi. Tiếp theo thì bên em cập nhật cho anh chị em chơi là dòng Meta Blue Tail anh chị em. Meta Blue Tail là 70k một cặp, anh chị em bắt combo 5 cặp thì bên em cũng để cho anh chị em chơi là 300k thôi. Giá cực kỳ rẻ, cực kỳ mềm luôn. Meta Blue Tail thì thân mình của nó là một lớp màu xanh latium cực kỳ đẹp luôn. Thân mình là màu chấm bi da gắn anh chị em, cực kỳ đẹp luôn.
Thì bên em cũng xin nhắc lại cách thức mua hàng bên kênh của Nguyễn Quy Ruby cực kỳ đơn giản cho những chị em đã từng mua hoặc chưa mua bên kênh của Nguyễn Quy Ruby. Thì chị em chỉ cần chụp màn hình cái loại cá anh chị yêu thích và gửi qua số điện thoại Zalo thì bên kênh Nguyễn Quy Ruby sẽ hỗ trợ tư vấn chốt đơn cho anh chị em. Tiếp theo thì bên em cập nhật cho anh chị em đó là một màu tím mộng mơ, một màu tím thủy chung được mang tên là rồng tím mô sắc. Rồng tím mô sắc thì chỉ có 80k một cặp thôi. Anh chị em bắt combo 5 cặp á, thì chỉ có 300k thôi. Thì thân trên mình của nó là một lớp full latex mô sắc kỳ đẹp anh chị em. Tiếp theo thì bên em cập nhật cho anh chị em chơi là Dumbo Panda lẻ là 100k một cặp. Anh chị em bắt combo 5 cặp thì bên em sẽ để cho anh chị em chơi là 400k. Thì trên thân mình của nó có một lớp full latex ở trắng ở trước, ở sau là màu đen đó anh chị em, nên ta kêu là Dumbo Panda. Thì Dumbo Panda thì lẻ là 100k một cặp, anh chị em bắt combo 5 cặp thì bên em sẽ để cho anh chị em chơi là 400k. Tiếp theo là cập nhật cho anh chị em chơi đó là dòng Dumbo Big Ela tem tiện giống anh chị em. Dumbo Big Ela tem tiện giống á thì bên em bán cho anh chị em chơi là 100k một cặp. Thì lưng là lưng full la tem tai bơi xanh đậm bạn đuôi đỏ, giá thì cực kỳ rẻ, cực kỳ mềm luôn. Thì số điện thoại Zalo bên em có ghim trên góc phải màn hình, anh chị em cần thì có thể liên hệ qua số điện thoại Zalo. Tiếp theo bên em cập nhật cho anh chị em chơi đó là dòng rồng xanh la tem anh chị em. Rồng xanh la tem thì lẻ là 90k một cặp, anh chị em bắt combo 5 cặp thì bên em sẽ để cho anh chị em chơi là 350k. Thì trên thân mình của nó có một lớp lưng full la tem cực kỳ đẹp luôn, giá cực kỳ mềm luôn. Thì bên em cũng xin nhắc lại chương trình siêu khuyến mãi siêu đãi dành tặng cho anh chị em đợt này là anh chị em mua đơn hàng 300k thì bên em sẽ hỗ trợ tư vấn, thì bên em sẽ tặng một túi cám 50g cho anh chị em. Chương trình được áp dụng từ ngày 27 tháng 10 2023 đến ngày 30 tháng 10 2023 anh chị em. Tiếp theo là dòng Meta Blue Tail á, thì chỉ có, xin lỗi, Blue Chappie á thì chỉ có 60k một cặp thôi, combo 5 cặp thì chỉ có 250k thôi anh chị em. Thì thân mình của con Blue Chappie á thì ở trước là màu xanh, ở đằng sau là, xin lỗi anh chị em, ở đằng sau là màu xanh, ở trước là màu trắng đen anh chị em. Thì đây là con trống của con Blue Chappie, thì chút xíu mình sẽ quay con tiếp theo. Thì bên em sẽ cập nhật cho anh chị em chơi đó là dòng lốc vây xanh anh chị em. Lốc vây xanh thì có size 13 đến 18 á, thì bên em sẽ bán cho anh chị em chơi là 100k một con. Thì chị em thấy là cái vây lưng của nó là màu sọ, vây lưng của nó là màu xanh đậm cực kỳ đẹp không, tai bơi là dạng tai bơi bướm luôn chị em. Thì lốc vây xanh size 13 đến 18 á thì bên em bán cho anh chị em chơi là 100k một con. Nếu chị em muốn bắt trống mái á thì có thể liên hệ, bên em sẽ để giá tốt cho anh chị em. Thì bên em cũng xin nhắc lại chương trình siêu khuyến mãi siêu đãi đợt này dành tặng cho anh chị em nhằm tri ân khách hàng của bên kênh Nguyễn Quy Ruby tháng 10. Thì là anh chị em mua đơn hàng 300k thì bên em sẽ tặng cho anh chị em một túi cám 50g. Chương trình được áp dụng từ ngày 27 tháng 10 đến ngày 30 tháng 10 2023. Thì cuối video bên em cũng xin chân thành cảm ơn tất cả anh chị em đã tin tưởng ủng hộ bên kênh của Nguyễn Quy Ruby trong suốt thời gian qua. Xin chị em để lại một lượt like, một lượt bình luận, một lượt subscribe, một lượt đăng ký kênh để bên kênh Cá Cảnh Nguyễn Quy Ruby làm động lực làm những video mới mẻ chân thành hấp dẫn những chương trình siêu khuyến mãi siêu đại dành tặng cho anh chị em. Xin chân thành cảm ơn tất cả anh chị em đã tin tưởng ủng hộ bên kênh của Nguyễn Quy Ruby.